Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món bánh ăn vặt nữa, cũng rất là hot và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Và mình nghĩ là món bánh này thì người lớn cũng rất là yêu thích luôn. Đó là bánh mì tôm chiên giòn. Và để thực hiện được món bánh này thì các bạn chuẩn bị cho mình. Ở đây là bánh mì. Thì hôm nay mình dùng bánh mì cũ á các bạn. Buổi sáng mình ăn không hết á thì buổi trưa mình sẽ tận dụng lại để mình làm món bánh này. Rồi một củ khoai lang mình cân được là 100g, hành tím mình bào mỏng. Rồi ở đây là tôm, mình chọn cái loại tôm nhỏ thôi. Nếu mà các bạn tìm mua được cái loại tôm lớn thì sẽ càng ngon hơn nha. Thì ở đây mình cân được là 250g tôm. Tôm sau khi mua về mình đã sơ chế sạch rồi, mình cắt bỏ rau. Rồi ở đây là bột gạo, mình chọn đây là bột gạo lọc là 100g. Và đây là 40g bột mì. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi pha bột nha các bạn. Mình cho hết 100g gạo, bột gạo nè. Đó, bột gạo lọc tức là cái loại bột gạo cái hạt to. Rồi vào đây 40g bột mì. Mình dùng bột mì đa dụng á. Các bạn có thể là dùng bột mì số 8 cũng được. Rồi cho vào đây 1,5 muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối. Để giúp món bánh có màu sắc đẹp hơn, mình cho vào đây 1/3 muỗng canh bột nghệ. Rồi để cho bánh để được lâu vẫn giòn, nhưng mà giòn xốp chứ không bị giòn cứng, các bạn cho vào đây 1 muỗng cà phê vung bột nổi. Rồi bây giờ các bạn cho nước vào, cho nước lọc bình thường đó các bạn. Rồi như vậy là mình đã cho ở đây là 400ml nước nha các bạn. Đối với món bánh này thì mình pha bột nó loãng như thế này nè. Một chút nữa rồi mình cho tôm vào cũng như là cho khoai vào thì nó sẽ vừa, nó không có bị quá loãng cũng không bị quá đặc nha. Rồi bây giờ mình lượt bột qua một cái rây để cho bột nó mịn. Tiếp đến mình đi bào sợi khoai lang. Các bạn bào cái sợi cho nó dài dài như thế này nè. Rồi tiếp đến là bánh mì. Bánh mì thì các bạn nhớ nha, mình đầu tiên là ở hai đầu bánh mì nè, mình cắt lên. Rồi phần giữa này thì các bạn sẽ cắt với độ dày là 1cm. Bánh mì cũ các bạn mình cắt nó sẽ dễ hơn. Đó, nó ra cái bánh rất là đẹp luôn. Rồi về phần hai phần này thì các bạn sẽ cắt dọc nha, mình cắt đôi ra. Rồi như vậy là được rồi. Rồi đây là khoai lang mình đã bào sợi mỏng như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây một ít bột. Mình cho nó vừa xăm xắp khoai như thế này là được rồi nè các bạn. Để khi mình chiên thì nó sẽ có cái độ kết dính á. Rồi cái phần bột còn lại các bạn sẽ cho vào đây. Đây là hành tím nè. Mình chuẩn bị khoảng 6 củ hành tím. Mình bào mỏng, mình cho vào đây. Rồi cho hết 250g tôm. Rồi mình đã cho hết 250g tôm vào trong bột luôn rồi. Thì hôm nay mình không có tìm mua được cái tôm to nên mình làm cái tôm nhỏ thì nó cũng ngon các bạn, nhưng mà nó sẽ không có đẹp mắt bằng mình làm tôm to. Xong hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chiên bánh á. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ nhúng bánh mì qua bột. Các bạn đừng có nhúng nó ướt quá nha, nhúng vừa phải rồi mình cho vào chảo dầu mình chiên. Các bạn cũng có thể là cho khoai và tôm lên sẵn bánh mì rồi mình cho vào mình chiên luôn cho nó dễ ha. Rồi lúc này bánh đã vàng giòn thì các bạn sẽ gấp ra nha, cho ra ngoài một cái rây hoặc là giấy thấm dầu ha.
bánh rất là ngon luôn các bạn ơi. Đây, vàng giòn ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh tôm chiên giòn. Bánh mì tôm chiên giòn rất là ngon, một món ăn vặt rất là đơn giản dễ thực hiện. Và mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn yêu thích món ăn này. Rồi nếu như các bạn cảm thấy món ăn vặt của mình ngày hôm nay ngon và màu sắc đẹp mắt cũng như là hấp dẫn thì các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món bánh mì tôm chiên giòn này nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức để các bạn có thể là biết rõ hơn về món bánh của mình ngày hôm nay như thế nào nha các bạn. Đây mình quay gần cho các bạn xem nè. Đó. Vàng, giòn, tép nó đỏ nè, tôm nó đỏ nè, rồi khoai lang nè. Thường thì mình sẽ ăn kèm với sốt mayonnaise và tương ớt nha. Bánh rất là giòn, nó giòn mà giòn xốp các bạn ơi, và đặc biệt là không hề bị đọng dầu nha các bạn. Cứ lúc mà chiên á nó vàng giòn rồi các bạn tăng cái mức lửa lớn lên rồi các bạn hay vớt ra, như vậy thì nó sẽ không có bị đọng dầu. Bánh ăn rất là ngon luôn các bạn ơi.